Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở quốc lộ 20, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn xuống cái suối dưới này để làm món sầu riêng hấp và gà nướng nha các bạn. Đây này, con suối rất là đẹp các bạn ơi. Ở đây tắm thì tuyệt vời các bạn ơi. Đây, những người bạn mình đang mang đồ xuống đấy. Cái đường đi xuống rất là khó đi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt máy để đi xuống cho dễ này. Các bạn ơi, bọn mình vừa mới mang đồ từ trên kia xuống các bạn. Đường rất là hiểm trở. Và đây là cái trái sầu riêng. Hôm nay bọn mình sẽ làm món sầu riêng hấp nha. Trái này gần 5kg này. Đây là bạn Mập. Bạn nào Mập? Bạn Diễm. Đây là bạn Diễm nha các bạn. Đây. Đây là bạn Chi Bụi. Nóng quá. Đây là cái... mang cái đồ này sang bên đi em. Để đây nó bụi ạ. Đây là dưa leo này, cơm lam này. Để xíu nữa mình nướng gà mình ăn các bạn ơi. Đây nha. Đây này, trong này có cơm lam này. Có muối đậu phộng, muối lạc á. Cái này dưa leo. Có cái gói này là gói để tí nữa mình phết lên gà, mình quết vào mình nướng các bạn. Anh Tiến Sài Gòn đã thay đồ xong rồi. Ra đây anh Tiến ơi. Đây. Chỗ này đẹp quá các bạn ơi, ở đây là Maragu các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tắm đây nha các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Ở đây là cái dòng suối mà mùa này mùa khô các bạn ạ. Nên là nước nó chảy rất là ít. Tuy nhiên là tới mùa mưa ấy. Tới mùa mưa thì nước nó sẽ lên tới đây rồi này các bạn này. Nó sẽ phủ kín luôn cái này. Mùa mưa thì nước ở đây chảy rất là dữ. Nên là mùa mưa sẽ không tắm được. Tuy nhiên là đây là mùa khô nên là mình sẽ xuống dưới đây nấu nướng và tắm luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống cho các bạn coi nha. Đây mình đi đường này xuống này. Bây giờ là gần 2 giờ rồi các bạn ơi. Bạn Diễm kìa. Trơn lắm á. Có lon bia luôn này. Lon bia đã bị uống rồi. Em đi đâu vậy? Bạn Diễm đang đi rửa gà các bạn ơi. Mình lên mình coi Diễm rửa gà nha. Ở đây trơn lắm. Ở đây trơn mà khó đi lắm các bạn ơi. Đá ở đây nó phủ rêu ấy. Bạn Diễm sẽ rửa gà ở đây nha. Anh Tiến Sài Gòn đó bạn ơi. Nước chảy này. Nước rất là trơn. Các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ tắm dưới cái hố này. Đá rất là trơn các bạn, nhiều rêu lắm. Nên là mình đi mình phải lựa. Ở những cái chỗ như này mình không biết là chỗ nào sâu, chỗ nào cạn cả. Nên mình phải lựa chỗ rất là kỹ nha các bạn. Nào cái chỗ này xuống được không đây? Nhìn thế này nhưng mà rất là sợ các bạn ơi. Ở đây rêu mà. Đâu? Xuống đây anh Tiến ơi.
Ây da. Mình đã xuống dưới đây rồi nhưng mà mình đang còn canh canh để rủ người xuống các bạn. Từ từ mình tắm cái này mình không nên vội, tại mình không biết địa hình dưới đây nó sâu hay không nữa. Tuy nhiên là nước rất là trong các bạn ạ. Ồ, mình thấy me me. Ồ, anh Tiến đã gia nhập cùng với mình các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bơi. Bơi nào. Không hết đấy. À. Ô. Càng ra đó. À bờ đây nguy hiểm lắm anh Tiến ạ. Tại vì nó có đá ở dưới mà mình không biết. Mới lắm đúng không? Dạ. Trâu lắm. Mới đụng phải đá này. Sao tắm được ta? Tắm góc kia rồi, tắm tắm trên đấy rồi. Wow. Mới đụng phải đá. Ở đây nhìn lại nó sâu lắm ạ. Đúng rồi. Mình bơi lại chỗ mấy hòn đá kia được không? Bơi đó. Ừ. Đi. Sâu thì không. Mò các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Toàn nước ở bên ngoài đấy chảy xiết. Không, ở đây thì cũng không xiết đâu. Mình sợ đụng đá này, có cái đá nó nhô nhô rồi này. À, ok đấy, mình cứ đi từ từ thôi. Mò. Ok đấy anh Tiến này. Đá trơn luôn, đeo bám được chân. Bây giờ mình không biết cái địa hình ở đây như thế nào. Căn bản là vậy ạ. Tại vì ở suối các bạn, ở suối nó rất là nhiều đá lởm chởm mà mình không biết. Nên mình phải đi từ từ, mình không liều được. Không dám liều ý. Bơi xuôi dòng sang bên kia coi. Từ từ đấy, khéo mà đập chân vào đá đấy anh Tiến ạ. Mình đi men men từ từ các bạn ạ. Ô, ở đây đá quá các bạn ơi. Anh Tiến này. Trơn quá. Ui ô. Chị em đâu hết rồi ta? Đá trơn quá, đá trơn quá. Để bơi qua chỗ anh Tiến nha. Coi coi có đụng đáy được không? Đáy này, đáy này. Đáy này. Khỏi bơi luôn. Giờ tôi bơi sang bên kia. Bơi qua bên kia xong đó là đúng quay luôn tới mới nha. Đây đây đây, từ. Từ để đứng lại đã, đứng lại đã. Ây dạ, từ để, đang bị trượt cái chân. Rồi ok. Bơi qua bên kia xong là anh Tiến xuống nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bơi qua bên kia nha các bạn. Nào, coi anh Tiến bơi nào. Ở trên kia là quốc lộ 20 đấy các bạn ơi. Ở đây có cái vũng này tắm hơi bị tuyệt vời đấy. Tắm anh Việt ơi. Tắm đã xong làm gì làm. À, thử xuống nước cái này, anh Tiến lặn em quay thử dưới nước có thấy anh không nào? Lặn nào. Không lặn đâu nổi mà. À. Quay em đi anh Tiến. Để anh Tiến quay mình bơi một vòng lên bên kia nha. Ừ. Đây. Bơi thử rồi nha.
bơi xuôi về đây đi. Nó thổi trôi mày, mày lách lên được. Tôi đi sâu không? Tôi đi cạn không? Em không thấy đáy. Thử đụng chân đây. Chỗ này thì nói chung là nó giống như là các hòn đá lởm chởm á. Có lúc mình đụng được đáy, có lúc không. Bây giờ giúp quay cho tớ lặn thử hết này. Từ 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 em lại cho anh này. Đâu hòn đá đâu rồi? Đây đây đây. Từ nha. Nó đá chưa? Ok. Từ từ từ. Phạm Dũng đã vừa bơi một vòng các bạn. Đây, mình sẽ quay anh Tiến nha các bạn. Bây giờ mình sẽ qua bên bơi qua bên kia. Bơi qua bên kia xong đó tí là Dũng cho máy xuống dưới nước, tớ sẽ lặn từ bên đó qua đây. Ok. Ok chưa? Và mình sẽ bơi nha các bạn. Phải lấy đà, kiếm chỗ lấy đà. À. Anh Tiến vừa bơi được 5 mét. Giờ mình lại sẽ lăn qua bên đó nha. Lăn nào. Lăn nha, cho máy nước nha. Ok. Tuyệt vời quá các bạn ơi, rất là mát. Quay ở đây á, cái GoPro nó được nhúng nước á, nó mát luôn. Anh Tiến bị sao rồi? Bơi nhiều quá đó. Bơi nhiều quá. Bây giờ mình nhảy lặn qua bên kia, bơi qua bên kia nha. Bơi sao? Bơi nào, lặn đi, lặn đi. Lặn luôn hả? Lặn, anh thấy chìm xuống coi nè, em quay coi có thấy không nè. Chìm xuống, ngồi hẳn xuống nước luôn. Không biết có thấy không? Không biết có thấy không? À, bắt đầu lặn nào. Bơi. Bơi 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 bơi. Bên ngửa đi. Lâu lắm rồi mới được tắm suối các bạn ơi. Cũng hơi sợ một xíu tại vì gần chục năm mà mình không có tắm sông hồ, ao hồ sông suối thì các bạn ơi, nên là tắm lại chỗ này nó là cái thác nhỏ nhỏ đó, nên là rất là sợ. À. Anh không qua đây à? Chơi xíu đi, chơi xíu đi. Rồi nha. Rồi bây giờ anh Tiến sẽ lặn qua đây các bạn. Qua em bơi phát nữa này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bơi lại bên kia nha các bạn. Đá trơn nha. Thấy đá cho đây này, đây lại cho em này. Bơi lại, cố lên, cố lên. Đạt được đá chưa? Ở đây có đá này các bạn ơi.
Trời lắm các bạn ơi. Dễ bị trượt ngã lắm ha. Ở đây trơn lắm các bạn ạ. Máy quay tới bơi mấy vòng. Ok ok. Máy quay anh nhỉ? Ướt rồi sao? Hả? Ướt rồi sao? Đừng để nó ướt. Quay cái này xong về cắt ra. Ok. Đây này, đây nãy giờ quay quá trời này. Đây giờ tao bơi tới vượt thác kìa. Ok, bây giờ anh Tiến sẽ bơi vượt thác nào. Lấy bơi đi anh Tiến ơi. Ôi, máy đồ. Không phải à, chưa đâu đâu. Vẫn đang quay. Tiếp tục nào anh Tiến. Bơi vượt thác nha. Ai đập nước vào mặt em. Ôi mà đứng im chỗ. Nước cái chảy á. Vừa tắm mà vừa quay cái này không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Có sự cố gì là phải buông máy quay luôn. Các bạn nếu mà tắm thác thì nên lưu ý một xíu nha các bạn. Tại vì mình thấy tắm ở những con suối đá rất là nguy hiểm. Tắm phải tắm hai người. Đúng rồi, phải 2-3 người đổ lên. Và mình tắm chỗ nào nó nước nó chảy vừa phải thôi. Như chỗ này nước nó cũng rất là êm các bạn. Nhưng mà cái rêu á, nó trơn lắm. Nếu mà mình tắm một mình nó xảy ra sự cố thì không ai biết mà nước ra rồi. Ứng cứu mình hết hồn. Nào bơi bơi vô rồi. 2-3 rồi. Ôi. Đá lắm ấy ạ. Ôi. Có đạp đạp qua được không ta? Ồ, ở đây có đá này các bạn ơi. Khéo mà nước nó chảy ra máy quay á. Quay đi đâu á? Đi bệnh hả? Ừ, nó kè. Sao anh không ở chơi được hả? Bây giờ đi luôn. Anh Việt về các bạn ơi. Nha, chào mọi nha. Dạ. Hẹn gặp anh dịp khác nha. Hẹn gặp lại nha. Anh Việt về các bạn ơi, anh Việt về đưa con đi khám bệnh rồi. Nước vào tai. Đây các bạn. Đó là cái đường mình mới từ trên kia đi xuống á. Bây giờ anh ấy phải về đưa con đi khám bệnh nhỉ. Con nhỏ các bạn. Còn đây là cái vũng nước mình mới tắm này. Nhìn vậy nhưng mà xuống rất là sợ các bạn này.